Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tối nay, thứ bảy, ngày 8 tháng 6 có những nội dung đáng chú ý. Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên thảo luận tổ. Hưng Yên quyết liệt thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại huyện Ân Thi. Đẩy mạnh sử dụng tài khoản VNEID khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Tiếp tục chương trình lập pháp tại kỳ họp thứ 7, sáng nay, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ đại biểu đối với dự án luật phòng chống mua bán người sửa đổi và dự án luật tư pháp người chưa thành niên. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên thảo luận tại tổ 12 gồm Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu Quốc hội tỉnh. Các đại biểu Quốc hội tổ 12 cơ bản nhất trí sự cần thiết sửa đổi toàn diện luật phòng chống mua bán người, đánh giá nội dung của dự thảo luật sửa đổi đã thể chế hóa toàn diện phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng về lĩnh vực này, gồm hoàn thiện quy định về căn cứ xác định nạn nhân, quy định chế độ hỗ trợ người đang trong quá trình xác định là nạn nhân, hoàn thiện quy định để nâng cao chế độ chính sách hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân tham gia đóng góp vào luật phòng chống mua bán người sửa đổi. Đại biểu Đào Hồng Vận, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên nhất trí với việc bổ sung khái niệm mua bán người, trên cơ sở đó đề xuất quy chế chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng. Đại biểu cũng nhất trí với dự thảo luật quy định hàng năm nhà nước phải bố trí ngân sách cho công tác phòng chống mua bán người, ưu tiên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Sang tuần sau, Quốc hội nghỉ họp từ ngày 9 tháng 6 đến hết ngày 16 tháng 6 năm 2024 để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết. Đợt 2 của kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 sẽ tiếp tục từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 28 tháng 6 năm 2024. Mặc dù tỉnh Hưng Yên đã có nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, nhưng kết quả giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm 2024 của tỉnh vẫn còn rất chậm, xếp ở top cuối cả nước. Nguyên nhân chính là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo còn lúng túng, thực hiện chưa đầy đủ các chỉ đạo của tỉnh. Đó là nhận định của đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị do Thường trực Tỉnh ủy tổ chức vào chiều ngày 7 tháng 6 nhằm đánh giá tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành và các địa phương. Năm 2024, tỉnh Hưng Yên được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn kỷ lục gần 20.000 tỷ đồng, đến nay đã phân bổ chi tiết gần 12.400 tỷ đồng, đạt 62% kế hoạch. Đến hết tháng 5, toàn tỉnh mới giải ngân được gần 2.300 tỷ đồng, đạt 11,5% kế hoạch vốn được giao. Nguồn vốn cấp tỉnh quản lý là gần 13.000 tỷ đồng, mới giải ngân được 5,3%, trong đó lớn nhất là nguồn thu tiền sử dụng đất 10.900 tỷ đồng, mới giải ngân được 3,4%. Nguồn vốn cấp huyện quản lý giải ngân được 15,3%, nguồn vốn cấp xã quản lý đạt trên 29%. Có 4 nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là kế hoạch vốn được giao tăng rất cao so với năm 2023 với con số kỷ lục gần 20.000 tỷ đồng. Một số địa phương gặp khó khăn trong đấu giá quyền sử dụng đất nên chưa bố trí đủ nguồn vốn, công tác giải phóng mặt bằng còn có nhiều điểm nghẽn và nguồn cung nguyên vật liệu khan hiếm, giá cả tăng cao. Tuy nhiên, bên cạnh đó là một số nguyên nhân chủ quan. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản cho rằng việc giải ngân vốn đầu tư công gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, dù khó nhưng vẫn có thể làm được. Như thế chúng ta bố trí có nhiều vốn quá không cho một những công trình như vậy? Đấy là một cái khâu mà chúng ta phải tính toán. Những công trình vào đây không khả thi, không làm được đề nghị đồng chí tiết giảm. Có thể dừng lại để chúng ta chuyển sang công trình mà có khối lượng hoàn thành, hoàn công để thực hiện. Thế do vậy là đề nghị các đồng chí là tập trung đôn đốc triển khai các cái nhiệm vụ đầu tư của chúng ta làm sao là giải ngân. Thế mà cũng đề nghị các huyện và sở kế hoạch đầu tư cũng là xem xét lại cái việc mà chúng ta kế hoạch cấp vốn cho từng công trình. Thế thì khả thi cao thì ta hãng đưa vốn nhiều. Công trình nào mà thực sự là cần thiết mà vốn chúng ta có bố trí được đến 5-70% thì đề nghị các đồng chí tập trung ngay để chúng ta triển khai cái này. Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định công tác lãnh đạo chỉ đạo còn lúng túng, không bài bản, quán triệt, thực hiện không đầy đủ các chỉ thị, kết luận văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến tình trạng kết quả giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Phải khẳng định đây là cái nguyên nhân lớn nhất. Đó là công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các cái chủ trương chỉ đạo là chưa sát. Chúng ta chưa có kế hoạch để triển khai một cách nó sát thực với cái nhiệm vụ cụ thể. Công tác chuẩn bị đầu tư
đây cũng là vấn đề lớn. Thôi thì ta khoan bàn về những các cái vấn đề thể chế chung, phức tạp, nhiều thủ tục, mất nhiều thời gian. Thế nhưng mà ở đâu sau 3 tỉnh thành và tất cả các địa phương chúng ta đều nằm trong cái môi trường thể chế như thế. Cho nên là cái cách làm sẽ là cái quyết định. Tại sao tỉnh chúng ta lại thấp tỷ lệ giải ngân, nó chỉ bằng một nửa của cả nước? Tại sao ngay trong một cái tỉnh này có địa phương làm tốt, có cơ quan làm tốt, thế nhưng mà cũng có địa phương và cơ quan lại làm chưa tốt? Thì rõ ràng ở đây chỉ có cách cuối cùng, đấy là công tác lãnh đạo chỉ đạo. Thì tất nhiên là cũng có những yếu tố khách quan nữa, đấy là cái vật liệu xây dựng, nhưng cái đấy không phải cái lớn. Có những dự án vẫn đảm bảo được chứ, nhà thầu họ vẫn tự chủ được cái nguồn cung vật liệu được ấy chứ, thì tại sao nhà thầu khác lại không đảm bảo được? Thì ông đấy cũng nó còn lại có vấn đề về, lại quy ra lại có vấn đề về năng lực. Cho rằng giải ngân vốn đầu tư công là động lực rất quan trọng cho sự tăng trưởng của tỉnh Hưng Yên năm 2024, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, tác động đến nền kinh tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lãnh đạo chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản của tỉnh, tập trung toàn bộ nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án, tập trung tháo gỡ nút thắt về giải phóng mặt bằng. Ưu tiên số 1 trong triển khai đầu tư công đấy là giải phóng mặt bằng. Không thể khác được, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thuyết phục nhân dân thực hiện tốt các chính sách, các quy định về đất đai, nhưng mà đồng thời là cũng phải rất là cương quyết trong việc thu hồi đất để phục vụ cho các dự án. Ta triển khai các dự án này không cho cá nhân nào cả, không vì lợi ích của một cá nhân hay một nhóm cá nhân nào cả. Đây là vì lợi ích, vì sự phát triển đại cục của tỉnh, của huyện hay là của xã cũng vậy. Cho nên phải làm cương quyết, không ai có thể cản trở được cái việc này. Chúng ta có pháp luật điều chỉnh trong cái việc này. Vấn đề chủ yếu là tổ chức lãnh đạo chỉ đạo thực thi pháp luật cho nó đúng, còn không ai đi ngược được với pháp luật. Quan tâm hơn nữa đến công tác tổ chức đấu thầu, lựa chọn các nhà đầu tư, để bảo đảm chúng ta lựa chọn các nhà đầu tư thực sự là có năng lực. Những dự án đã lựa chọn được nhà đầu tư, đã ký kết hợp đồng rồi, các chủ đầu tư và đôn đốc các chủ thầu làm ngày làm đêm, tăng ca tăng kíp lên, tranh thủ thời tiết. Bây giờ tôi nói các đồng chí đi vào tháng 7 đến tháng 9 lại mưa, lại đổ cho lý do khách quan ngoài tầm kiểm soát. Thế cho nên là phải rất quyết tâm, quyết liệt. Khối lượng công việc còn rất nhiều, ngổn ngang, thách thức còn rất lớn. Thế nên tôi đề nghị các đồng chí là nỗ lực để mà hoàn thành tốt cái kế hoạch đầu tư công năm 2024. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng kiên quyết yêu cầu ra soát tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh, và đến hết tháng 6 năm 2025, địa phương nào còn nợ đọng thì sẽ không bố trí vốn, không cho phép khởi công dự án mới, đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn cho các dự án. Các sở ngành địa phương đề cao trách nhiệm, tránh thờ ơ vô cảm trong phối hợp xây dựng, thực hiện thể chế, tập trung hướng dẫn thực hiện nghị định số 12 của Chính phủ về định giá đất và sớm sửa đổi quyết định số 03 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất, để các địa phương triển khai các phần việc được thuận lợi, nhanh chóng. Ngày 7 tháng 6, Tổ giám sát số 1 thuộc Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn giám sát làm tổ trưởng, thực hiện giám sát chuyên đề tình hình thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường giai đoạn 2021-2024 tại huyện Ân Thi. Tổ giám sát số 1 tiến hành khảo sát thực tế tại Công ty Cổ phần Đầu tư S Việt Nam, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn May mặc Dệt Kim Smart Search Việt Nam và một điểm tập kết rác thải tại thị trấn Ân Thi. Tại huyện Ân Thi, 91% lượng chất thải rắn sinh hoạt nông thôn, 95% lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom xử lý, 78% lượng rác thải được xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp, 30,8% số hộ gia đình nông thôn thực hiện phân loại xử lý rác thải hữu cơ, chất thải rắn, nước thải y tế cơ bản được thu gom xử lý theo quy định. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm môi trường, nguồn nước mặt chưa được xử lý dứt điểm, còn hạn chế trong quy hoạch, quản lý và ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ trong bảo vệ môi trường còn hạn chế. Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Xuân Tiến đề nghị, thời gian tới, huyện Ân Thi cần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, dành thêm nguồn lực cho bảo vệ môi trường, tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý các trường hợp vi phạm, quy hoạch xây dựng nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn, hướng dẫn, kiểm soát các doanh nghiệp trên địa bàn thực hành pháp luật về môi trường. Hội đồng Nhân dân huyện tăng cường công tác giám sát, công tác dân nguyện, tiếp nhận xử lý các đơn thư liên quan đến môi trường. Ngày 7 tháng 6, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức họp báo thông tin tuyên truyền về Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên
lần thứ 16, nhiệm kỳ 2024-2029, đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì họp báo. Đến ngày 27 tháng 4 năm 2024, 100% số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã. Đến ngày 7 tháng 6 năm 2024, có 7 trên 10 huyện, thị xã, thành phố tổ chức thành công đại hội. Dự kiến Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện sẽ hoàn thành trước ngày 20 tháng 6 năm 2024. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra trong 2 ngày và trước ngày 15 tháng 7 năm 2024. Đồng chí Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quách Thị Hương đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương quan tâm dành nhiều tin bài tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện cung cấp thông tin tư liệu để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao nhất. Qua đó góp phần động viên những người làm công tác mặt trận nói riêng và cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nói chung tiếp tục đoàn kết thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Từ ngày 1 tháng 7 tới đây, công dân sẽ chỉ sử dụng duy nhất một loại tài khoản VNEID khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Hưng Yên là tỉnh đầu tiên hoàn thành kết nối giữa hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh với hệ thống định danh và xác thực điện tử. Đây là tiền đề quan trọng để tỉnh thực hiện chủ trương này của chính phủ. Để làm thủ tục xin cấp lại bằng lái xe máy, anh Huy ở huyện Yên Mỹ đã lên trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên. Được cán bộ Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn, anh đã sử dụng tài khoản VNEID thực hiện thủ tục trên cổng dịch vụ công quốc gia. Không chỉ nhanh chóng, tiện lợi, tiết kiệm thời gian, anh còn được giảm 20.000 đồng tiền lệ phí cấp đổi từ 135.000 đồng xuống còn 115.000 đồng nhờ thực hiện trên dịch vụ công trực tuyến. Tôi bị mất cái bằng xe máy thì cũng đến đây và làm xin cấp phép lại thì cũng rất là nhanh, thuận tiện hơn cho người dân mình. Tài khoản định danh điện tử VNEID được hiểu là ví giấy tờ điện tử, giúp công dân có thể thay thế căn cước công dân gắn chip và các loại giấy tờ đã đăng ký tích hợp. Hiện nay, mỗi người dùng thường có nhiều tài khoản dịch vụ công được cấp bởi các bộ ngành địa phương. Việc này gây khó khăn khiến người dân phải ghi nhớ nhiều tên tài khoản mật khẩu. Theo chủ trương của chính phủ, từ ngày 1 tháng 7 tới, công dân sẽ chỉ sử dụng duy nhất một tài khoản VNEID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Tôi thấy rất là ủng hộ và đồng tình ấy, tại vì là mình thấy cảm giác là mình không phải mang nhiều các loại giấy tờ kèm theo, đôi khi lại còn để quên, mà mình chỉ cần nhớ được cái mật khẩu mà mình vào thì nó sẽ kích hoạt ra tất cả các giấy tờ ấy. Tôi thấy là nó thuận tiện hơn. Để thông tin đến với người dân nhanh chóng, Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Kiểm soát Thủ tục Hành chính và các đơn vị sở ngành đã tăng cường tuyên truyền về tiện ích và cách dùng VNEID một cách dễ nhớ, dễ hiểu trên các nền tảng. Đến nay đã có trên 80.000 lượt công dân truy cập sử dụng tài khoản VNEID thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Cán bộ của Sở Giao thông đã được tập huấn nghiệp vụ để có thể hướng dẫn công dân gửi các cái hồ sơ qua cổng dịch vụ công quốc gia. VNEID này thì tích hợp tất cả các loại giấy tờ tùy thân, ví dụ như là bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, đăng ký xe, đấy, mã số thuế. Khi mà mình đi giao dịch thì mình có thể sử dụng bằng cái VNEID và chỉ cầm một bộ điện thoại đi thôi, mà không nhất thiết là phải cầm các loại giấy tờ khác. Đến ngày 23 tháng 10 năm 2023 thì Hưng Yên đã trở thành tỉnh đầu tiên hoàn thành kết nối chính thức giữa hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với hệ thống định danh và xác thực điện tử VNEID của Bộ Công an, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cũng như là cơ quan quản lý nhà nước có thể sử dụng khai thác một cách hiệu quả các thông tin có sẵn trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, giúp cho việc giải quyết thủ tục hành chính được nhanh chóng, kịp thời và chính xác. Đặc biệt trong tháng 5 vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã mở cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước định danh và xác thực điện tử của Việt Nam để lan tỏa, nâng cao hiểu biết của các tầng lớp nhân dân về tài khoản định danh điện tử VNEID. Tại hội nghị thông qua phương án phòng chống úng, lụt, bão và phương án bảo vệ các trọng điểm năm 2024 của các huyện, thị xã, thành phố và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã yêu cầu các địa phương, đơn vị
có phương án tiêu thoát nước cho các khu vực chuyển đổi cây trồng, đô thị, công nghiệp, chủ động nạo vét, khơi thông các ách tắc dòng chảy đối với các kênh mương nội đồng để đảm bảo thông thoáng dòng chảy. Bên cạnh đó, các địa phương có tuyến đê tả sông Hồng, sông Luộc như Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động, Tiên Lữ Phủ Cừ và thành phố Hưng Yên rà soát các trọng điểm xung yếu, lưu ý công trình đang thi công dở dang, các cống xung yếu, cống mới xây dựng chưa qua thử thách, cống lớn qua đê, hoàn thiện, phê duyệt các phương án bảo vệ trọng điểm, trong đó xác định tình huống giả định sát thực tế, hợp lý và cần xác định cụ thể khối lượng, phương án, huy động vật tư, phương tiện, máy móc thiết bị, nhân lực, đường vận chuyển, thời gian tập kết, xây dựng phương án bảo vệ đê bối khi có lũ, rà soát hoàn chỉnh phương án di dời dân khu vực bãi sông sát thực tế và phê duyệt triển khai thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ. Tổ chức ra quân phát quang, dọn dẹp mái đê, chân đê, phục vụ công tác tuần tra canh gác, xử lý sự cố trong mùa mưa lũ. Tổ chức kiểm tra rà soát tiến độ thực hiện các công trình tu bổ đê điều, công trình trong phạm vi bảo vệ đê điều, công trình thủy lợi đang thi công. Chỉ đạo đôn đốc, chủ đầu tư, nhà thầu tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công công trình để kịp thời phục vụ công tác phòng chống thiên tai và xây dựng các phương án đảm bảo an toàn cho công trình khi có lũ bão. Còn ít tuần nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế, các điểm thi trên địa bàn huyện Yên Mỹ đang triển khai công tác chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi diễn ra từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 6 năm 2024. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, trường Trung học phổ thông Minh Châu được chọn là điểm thi ghép của trên 600 học sinh ở 3 trường: Trung học phổ thông Minh Châu, Trung học phổ thông Hồng Bàng và Trung tâm Giáo dục Thường xuyên. Để đảm bảo các điều kiện tổ chức thi, ngay từ những ngày đầu tháng 6, trường đã bố trí 26 phòng thi và các phòng để đề thi, phòng dự phòng với đầy đủ thiết bị bàn ghế, quạt điện chiếu sáng, cũng như các điều kiện về an ninh trật tự, trang thiết bị phục vụ cho kỳ thi. Chúng tôi chuẩn bị đầy đủ, ví dụ như là về cái biển báo hướng dẫn, các hướng đi và có sơ đồ phòng thi ở được dán rất là nhiều nơi khác nhau. Ví dụ ở ngay ở ngoài đường vào này chúng tôi dán lại bảng tin, rồi trong tất cả các cái dãy lớp học thì chúng tôi cũng có sơ đồ, rồi trên phòng thi thì giáo thị cũng có các sơ đồ. Nói chung là các biển báo và sơ đồ được hướng dẫn rất là cụ thể và rất nhiều nơi để học sinh có thể cập nhật cách dễ dàng nhất. Nhà trường phối hợp với bên công an huyện để các đồng chí điều tiết phương tiện giao thông. Và thứ hai nữa là ở trong nhà trường cũng sẽ có cái đội xung kích của nhà trường hướng dẫn các vị trí để xe và các khu phòng thi để các em có thể đi vào một cách an toàn nhất. Những ngày này, trường Trung học phổ thông Yên Mỹ đang tăng cường ôn thi, củng cố kiến thức cho học sinh và giúp học sinh có kỹ năng làm bài thi hiệu quả. Ngoài ra, để chuẩn bị tốt điều kiện thi cho trên 700 thí sinh, ngoài chuẩn bị 30 phòng thi, phòng y tế, bảo dưỡng lại hệ thống camera tại phòng để đề thi, bài thi, gần đến ngày thi, trường sẽ tổ chức tập huấn phổ biến quy chế thi cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Phụ huynh thường đưa các cháu đến và cứ ngồi trực ở cổng trường, nó khó khăn cho cái việc giao thông đi lại. Thì nhà trường làm tốt cái công tác này ngay từ hiện nay, chúng tôi tuyên truyền cho phụ huynh đưa các cháu đến, xong các bậc phụ huynh cứ về. Đến giờ thì các bậc phụ huynh đến đón con. Chúng tôi cũng bố trí cái vấn đề an ninh. Thứ nhất là có bảo vệ của điểm thi, thứ hai là phối hợp với lại ban chỉ huy quân sự huyện cũng như là công an để làm sao mà đảm bảo được vấn đề an ninh trật tự và đảm bảo cả vấn đề về an toàn giao thông ở khu vực cổng trường. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, huyện Yên Mỹ có trên 1.800 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có trên 1.400 thí sinh trung học phổ thông, trên 60 thí sinh tự do, còn lại là thí sinh hệ giáo dục thường xuyên và trung cấp nghề. Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mỹ chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 trên địa bàn, thành lập 3 điểm thi với gần 80 phòng thi, huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ tại kỳ thi. Hiện công tác chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo các quy định về quy chế tổ chức kỳ thi tốt nghiệp năm 2024 mà ngành giáo dục đã đề ra. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.